Nepal với Jordan lúc 23 giờ ngày 7 tháng 6 vòng loại World Cup 2022. Nhận định bóng đá và ý kiến chuyên gia dự đoán kết quả, phân tích chuyên môn các thông tin tỷ lệ bóng đá, thống kê bên lề trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, nhận định bóng đá Nepal với Jordan tỷ số sẽ là 0-2. Tại vòng bảng B vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Jordan đang xếp thứ 3 với 10 điểm sau 5 trận, kém Australia dẫn đầu đến 5 điểm trong khi cùng số trận, nên việc cạnh tranh vị trí số 1 kèm theo tấm vé trực tiếp vào vòng loại thứ 3 là nhiệm vụ bất khả thi với Jordan. Tuy nhiên, họ còn nguyên cơ hội để chiếm vị trí thứ 2, hiện thuộc về Kuwait. Cũng sở hữu 10 điểm như là Jordan nhưng lại đá hơn một trận. Đối thủ sắp tới của Jordan chính là Nepal, đội bóng chiếu dưới hoàn toàn. Lượt đi tại bảng F giữa đôi bên, Jordan đã dễ dàng giành thắng lợi 3-0 nhưng lại thua về kèo châu Á vì hôm đó họ chấp tới 3/1/2. Thưa quý vị và các bạn, trận lượt về này diễn ra trên sân trung lập Kuwait và Jordan chấp không quá 2/3/4. Vì chung về mặt chuyên môn, Jordan thừa sức vượt qua Nepal. Vấn đề chỉ là với tỷ số là như thế nào mà thôi. Cần nhớ rằng 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, hàng công Jordan không thể ghi quá 2 bàn trên một trận, tính trong 90 phút, do đó chưa chắc Jordan đã có thể thắng cách biệt. Thưa quý vị và các bạn, nói về thông tin đối đầu thì Nepal hòa 1, thua 2 sau 3 trận đối đầu với Jordan trước đây. Cả 2 trận đối đầu gần đây giữa hai đội đều khép lại mà không có bàn thắng trong hiệp 1. Bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực châu Á ở bảng B như sau. Australia thì số trận thắng 5, hòa 0, bại 0, hiệu số là 18 điểm, tổng điểm là 15. Kuwait 6 trận thắng 3, hòa 1, bại 2, hiệu số 11, tổng điểm là 10. Jordan số trận 5 thắng 3, hòa 1, bại 1, hiệu số 8, điểm, tổng điểm là 10. Nepal số trận 6 thắng 2, hòa 0, bại 4. Hiệu số đang âm 12, điểm là 16. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng như vậy chúng ta sẽ dự đoán đội nào giành chiến thắng rồi phải không ạ? Kính chúc quý vị và các bạn sẽ giành chiến thắng khi mà lựa chọn cho mình đội để mà đặt kèo quý vị nhé. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe cũng như là luôn bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video này giúp chúng tôi. Và đặc biệt là hãy ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh. Vâng, 23 giờ hôm nay ngày 7 tháng 6, Nepal và Jordan quý vị nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo.